các thành viên cũ trong ban lãnh đạo của twitter đã có phiên điều trần trước quốc hội mỹ liên quan đến việc trang mạng xã hội này đã chặn các bài đăng thông tin về hoạt động kinh doanh của hunter biden con của tổng thống mỹ joe biden các nghị sĩ đảng Cộng Hòa cáo buộc động thái của Twitter là một phần trong một chiến dịch truyền thông ngăn chặn dò dỉ các thông tin không có lợi cho ông Biden trong thời điểm diễn ra bầu cử tổng thống năm 2020. Các cựu thành viên ban lãnh đạo Twitter đã cho biết sự cố trên xảy ra do họ đã nhầm tưởng rằng bài tweet có chứa tài liệu bị đánh cắp. Twitter đã lạm dụng quyền lực của một tập đoàn công nghệ truyền thông lớn để hạn chế quyền tự do ngôn luận của người Mỹ. Mà tôi rất And vui vì mọi người trong ban lãnh đạo Twitter <laughs> đã mất việc. Cảm ơn Elon Musk vì đã mua Twitter. Các nghị sĩ cũng cáo buộc Twitter tìm cách giảm thiểu nội dung có thể dẫn đến bạo lực chính trị hay những thông điệp về vaccine ngừa Covid-19 do những bác sĩ uy tín đăng tải. Twitter sau đó đã được tỷ phú Elon Musk, người mà nhiều đảng viên đảng Cộng hòa đánh giá là người đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận mua lại.